Hello mọi người, những cái đơn hàng của mọi người đặt hôm nay hàng đi nha. Thì cái cây cần Asino Super Gold shop em về được 30 thùng. Hôm nay tầm một tuần hết một thùng rồi nha. Cảm ơn anh em ủng hộ rất là nhiều luôn. Bên TikTok shop anh em cũng có đặt nè, 3m nè và 2m4 rồi 2m1, 2m7, chung là đầy đủ size nha mọi người. Dòng này thì đánh cho người đánh bạo lực thoải mái nha, cạo cá cá tầm 4-5 kg mọi người lên thẳng là thoải mái nha. Đây anh này đặt tới 3 cây nè, đơn hàng về Bình Dương. Còn đơn này anh khách đặt 1 cây 2m4 về Khánh Hòa, 1 cây 3m về Bình Dương, 2 cây 3m, chung là hàng đi rất là nhiều nha mọi người. Cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ cái dòng Asino Super Gold. Mẫu này thì mẫu mới của Asino nha mọi người, cực kỳ bạo lực luôn. Và dòng này thì cái khoen chúng ta là khoen Fuji nha. Đây ở chân khoen nè, khoen Fuji cho mọi người đánh nước mặn, nước lợ, nước ngọt gì được hết nha. Và cái khoen Fuji là cái sứ tròn á, mọi người đi được cái dây BE và đi dây thì nó sẽ mượt hơn nha. Đây cái sứ là sứ tròn nha mọi người. Đọt cần 3-8, cần dạng cần bọng 2 khúc nha, tải cực kỳ khỏe luôn. Và cái đầu bu vẫn là bu bu Fuji chống sắn luôn nha mọi người. Đọt cần 3-8, tải cực kỳ khỏe cho nên cạo cá lớn vô tư. Đọt 3-8 nhưng mà cần chúng ta dạng là sợi thủy tinh nha, sợi thủy tinh cao cấp á, nó rất là dai và nó có độ dẻo, có độ đàn hồi nha. Nó không có cứng như là những cây cần cần carbon, cần carbon mà đọt cần 3-8 thì nó không có độ dẻo như thế này đâu, nó sẽ rất là cứng. Cây này mà mọi người đi 2m1, 2m4 lua gần hoặc là đi đánh bè cũng được nha, thông số tải mồi và tải cá cũng rất là cao. Ở đây thông số tải mồi nha, cần đang cầm là cây cây 3m nè. Tải cá là 15 tới 30 lb thì khoảng 13,8 kg nha. Tải mồi thì từ 50 tới 100 g. 100 g là mọi người quấn thẳng tay, quấn xa nha. Còn mọi người quấn bè thì tầm 200 g hoặc hơn 200 g quấn vẫn ok luôn nha. Có nghĩa là mọi người cẩu lên rồi bỏ xuống thôi, không cần quăng xa thì tầm nửa ký mọi người quăng còn nổi nữa với cái dòng cần này. Và nếu mà cần ngắn hơn thì thông số tải của nó là mồi khoảng từ 40 g cho tới 80 g. Thì 40 g mọi người có thể kết hợp với dạng lua mồi mồi nhái thiệt đó mọi người, những con mồi nặng nặng có chì là cả lua được luôn với cái mẫu Asino Super Gold này nha. Cái mẫu này thì khoen là khoen cánh bướm, không rỉ sét nha mọi người, bao cho mọi người đi câu câu biển, câu nước mặn về không cần rửa lại cũng có xét được đâu. Bát máy thì bát Asino, bát hãng Asino nha, rất là trơn tru nè. Đó rồi thì về giá, nếu mà size 3m là 550, mỗi size xuống 10.000 nữa, như là 2m7 là giá nó là 540 và 2m4 530, 2m1 là 520 nha. Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho người luôn. Và ở đây nè, mỗi cây thì shop sẽ có tặng cho mọi người một cái cây trống. Đây, cây trống V, cây này nha, mọi người mua một cây miễn ship và tặng thêm cây trống. Thì mọi người có thể câu sông hoặc là câu hồ gì được hết nha. Cây trống 1m2 nha. Cây này cũng khá là cứng nè, thích vô hồ đánh cũng được luôn nha mọi người. Còn ra sông cắm thì ok rồi. Cây trống dài 1m2. Đó rồi, ok, hàng còn đầy đủ nha, đầy đủ size luôn. Mọi người yêu thích cái dòng này cứ alo shop bạn, gửi hàng toàn quốc đến nơi kiểm tra nha. Nó cần sẽ cho vào ống nước thế này nè, mọi người cứ đến và khui ra nha, khui ra kiểm tra hàng rồi trả tiền. Chung là vận chuyển bây giờ hoang quăng ghê lắm, mọi người cứ khui ra kiểm tra. Thứ nhất là cái khoen sứ chúng ta nè, có bị rớt bể ra không nha. Có thì cứ trả về thì bên họ sẽ đền cho shop, còn nếu không thì mọi người nhận hàng và trả tiền thôi. Và không có cọc trước gì hết nha, hàng đến mọi người kiểm tra và trả tiền thôi.
Rồi mọi người yêu thích alo shop rạng của hai số điện thoại trên màn hình. Mọi người gọi hoặc lấy số qua Zalo nhắn tin nha. Mọi người cứ nhắn không cần kết bạn, nhắn bình thường là được, còn muốn nhanh cứ alo cho rạng, cho địa chỉ gửi hàng đến tận nhà, tận nơi. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người clip sau. Anh đứng im đi anh, đi làm chi, đứng im đi. Đem đâu muốn nó ăn chua nó luôn. Cái đại bò nó ăn chua thầy. Ăn ngủ rồi, ăn ngủ cuối ngày rồi, có cái phiếu danh dự rồi. Phiếu có động lực để đi chuyến sau nữa rồi. Nãy ăn con bò kia mà không bị sai là ngon lành luôn. Chà bá luôn. Con kia ba mấy á. Không nổi. Con này nó chạy vô rồi. Đi dính người chùa hay gì? Dính dột lưỡi miệng này còn lưỡi đuôi. Dính vô đuôi chạy bên kia rồi xong ví dụ đứt lưỡi gấp gấp đi mảnh chứ ăn ngủ cho có cảm giác cuối được rồi chục ký không ngon lành bò này chắc không được chục ký nữa trời tên chứ tên chục ký chứ 10-11 ký cái này đem đi lóc ra nước con lành nữa nhưng mà thôi so đóng rồi nó lộn ranh mi ranh mi lút đâu không anh ơi chết tôi rồi đâu quá ống luôn rồi ăn ủi con cuối nha mọi người, nay đi test cần Super Gold nha, cần này với cái máy ranh Milos nghe chạy đã chưa, về chưa về ống chưa, về rồi, thì rồi nó chạy bên nữa, nay đi hai cần nè, đây một cây, cây 3 mét nha mọi người, cây này vô hồ quấn cực kỳ cảm giác luôn, cần nói chung cũng khỏe, chạy dữ vậy nó bệnh luôn rồi, gắn gồng đi con cuối á. Hết con này là về á. Nó ra giữa rồi đó. Về chưa? Về chưa? Về, nhưng nó quần quần đó cá bự á. Đó máy chạy kìa. Con báo cần công múc đã không chạy đi nữa hả sinh mà mới sinh con cuối cho con cuối nè bắt nè lên lên bánh đầu mới lên đỉnh kìa hả con cuối con cuối còn cục mồi cuối lấy cái phiếu đi đã đã bò không như trắng hả Super Gold 3 mét nó yếu rồi nó yếu rồi nó yếu, yếu rồi. Từ từ chứ nó yếu rồi mình cũng muốn yếu hỏi nó yếu không ạ